Asunto. ¿Qué ya? No. Mẹ đang làm con, đừng nói gì hết. Chị nghe đấy. Chị gọi người ta xuống lấy với chị đóng cửa rồi. Vui lòng để lại lời nhắn thật. Anh ơi, ra trước lấy hàng giùm em với. Anh nhớ tiền hả? 101 hết anh. Dạ rồi rồi. Em nghe anh ơi. Alo. Trời ơi. Em nghe đây anh. Sao không nghe cái gì hết ta? Anh thả tin nhắn lại giùm em với nghe. Em đang bận tí á, anh thả tin nhắn giùm em.
là nửa công việc của mình làm trả rồi. Ừ. Gọi bình thường được rồi, còn gọi Vi nha. Em đây Thúy ơi. Dạ, còn á chị, hình như còn. Em mang lên nhà chị, ba chục ngàn trả có biết được không? Rồi, chờ em tí nha. Em nghe Nga ơi. Còn với cháu. Còn hả chị? Còn. Cho chị đi cháu một phần của cái đồ vịt đó thôi. Rồi góc tư nha. Một góc tư với 10.000 cháu phải không? Rồi. Đặc xù quá. Chú Mô. Tới mẹ nhờ. Tới đấy. Lấy điện thoại của mẹ. Nhắn. Rồi bấm vào Zalo đi. Tắt đi, bấm đi, cầm luôn, cầm trên tay đi. Zalo là sao? Cái chỗ mà hay gọi cho bà nội á. 2806. Cầm lên. Con lấy cái điện thoại ra con đi cầm con. Cầm điện thoại lên luôn rồi gọi anh gọi luôn đi. Nào. Con không bạn ơi. Rồi nửa con với lại nửa con đem bên đầu cổ với 15.000 cháo. Rồi mù gốc tư đùi với 10.000 cháo. Còn cháo huyết không? Cho em 30.000 cháo huyết luôn nha. Tổng là 3 phần cháo. Rồi trừ thịt trước đi, trừ thịt trước nha. Tắt giùm em với. Bên nào cũng đang bận hết. Tắt cho mẹ cái mô. Ra chỗ kia cho mẹ coi. Thôi được rồi.
Thôi, 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 thô